Xin chào cả nhà, hiện tại Nhân đang có mặt tại tỉnh Phú Yên. Và gần đây thì Nhân có chia sẻ một cái video về một ông bác sống vô gia cư, sống tạm ở dưới cái này là mình không biết gọi là cái gì luôn cả nhà. Gọi là một cái cống hay là một cái gì đó rất là khó diễn tả. Nhưng mà cuộc sống của bác thì rất là khó khăn và vất vả. Và bác có chia sẻ với Nhân rằng trong cuộc sống quá khứ của mình á, thì có xảy ra xích mích với gia đình. Vì vậy mà bác quyết định là bác bỏ nhà, bác ra đi sống lang thang và vô gia cư trong suốt gần 10 năm qua. Và cuộc sống của bác thì rất vất vả. Nhưng mà cho tới thời điểm hiện tại á, là bác không thể nào mà di chuyển được. Bởi vì là cái chân của bác á, là bị một cái vết thương trong quá khứ. Cho nên á, là tối ngày hôm nay Nhân sẽ quay trở lại Nhân thăm bác, xem thử là bác ngủ như thế nào, có mắc mùng hay không. Bởi vì là Nhân có mua cho bác một cái mùng để che lại để khỏi mũi. Và cũng thay mặt Mạnh Thường Quân á, tối nay hôm nay là Nhân sẽ trao cho bác một khoản tiền. Vì vậy là mời cả nhà hãy cùng với Nhân đi xuống thăm bác. Và đừng quên á, là Nhân có bán những sản phẩm liên quan tới trầm hương, và đặc biệt rằng là nhang trầm cả nhà. Bởi vì là Nhân có mở một cái cửa hàng ở Nha Trang á, là số 44 đường Phan Đình Phùng. Nếu mà quý vị khán giả mà có về Nha Trang thì hãy ghé lại để mà ủng hộ những cái sản phẩm của Nhân nhé. Còn bây giờ thì xuống đây thăm bác cho cả nhà. Chia sẻ với cả nhà, bây giờ là 8 giờ rưỡi tối cả nhà. Ủa? Không, không thấy người ở nhà. Ông bác ông nằm ở đây. Bác! Trời ơi! Trời ơi! Con qua cái giường bên kia mà con không thấy bác đâu. Con tưởng là bác ở đâu chứ. Quạt mới nè bác nè. Quạt cho đỡ mũi. Cái quạt của bác xài lâu rồi. Con đưa cho. Mấy năm rồi. Dạ. Cái này cái mình mới con mua cho bác nè. Rồi, có gì cảm ơn cháu nha. Còn một cái gì đặc biệt nữa? Cái bị á. Cái này cái mùng. Cái mùng đỡ mũi này. Không, bỏ vô cái bị kia. Cái mền à? Ừ. Đây con bỏ cho. Dạ. Đây ha. Nhưng mà ý là cái này là cái mùng nè bác. Nó không có mũi nữa, bác không phải đập mũi nữa này. Để con lấy cái mùng ra con xem nó như thế nào nha. Ôi trời, bác treo quá trời đồ luôn. Cái này không có chỗ treo nữa chưa? À không, cái mùng này là cái mùng chụp. À, cái mùng ở trên chụp xuống. Dạ đúng rồi. Ồ bác, là ban ngày bác ngủ bên kia xong ban đêm bác ngủ bên đây hả? Ừ. À, còn nếu... Hồi bữa giờ á, biết làm sao không? Dạ. Cái chân tàu đó nó bị thương á. Dạ. Cái tàu di chuyển động lên cái nó thù, người ta nằm liệt vậy. Bữa nay là 10 ngày, 11 ngày rồi. 11 ngày bị đau cái chân. Dạ. Nhất cái chân nằm liệt vậy. Không có đi được. Mà một ngày ăn có ngủ mày à. À, cho con hỏi rằng là từ hồi sáng giờ là bác ăn cái gì rồi? Hồi sáng giờ bữa nay hả? Bữa qua. Bữa nay nè. Dạ. Bữa nay đâu có đâu ăn. Còn ngày hôm qua. Mà ăn. Ngày hôm qua. Dạ. Thì có hàng ủng hộ. À, có đồ ăn. Sáng á là một ổ bánh mì. Dạ. Trưa là đem tới hộp cơm, chiều hộp cơm. Dạ. Rồi là đem nó cho một lốc nước. Dạ. Với lại một lốc yến xào.
tôi uống nhiều. Cái con nhỏ từ thiện hàng từ thiện ở ngoài kia qua nè. Dạ. Rồi nó đem tao nó cho. Vậy là ngày hôm nay là chưa có gì hết. Hả? Ý là ngày hôm nay là bác có cái gì ăn chưa? Ăn rồi chứ. À ăn rồi, dạ. Ăn sáng trưa chiều. Còn mấy hôm là cứ ăn buổi chiều không à. Dạ. Chứ suốt ngày nằm liệt vậy có đi đâu ăn. Hôm nay con mua cho bác một cái mùng. Mà không biết rằng là cái mùng này á, là sẽ chụp ở đây được hay là chụp bên kia. Chủ yếu là bên đây chứ bên kia là gió quăng mất á. À vậy, nhưng mà vậy thôi con để cái mùng ở đây ha. Con để cái mùng ở đây. Cái mùng này mùng chụp này bác này. Con để ở sau đây được không? À. Cái mùng chụp này cả nhà. Này cái lồng chim. Đúng rồi cái lồng chim á, dạ chụp lại đó. Dạ. Ban đêm mà bác bung này bác chụp lại đỡ muối. Không phải là quạt phải đập muối nữa, dạ. Cái này là cái quạt hồi xưa, dạ. Ở cả nhà cũng thấy thì mình đến bất chợt vào đêm khuya thì mới thấy rằng là cuộc sống của bác á vẫn như thường lệ, vẫn diễn ra trong suốt gần chục năm qua là như thế này nè. Mỗi ngày thì đi nhặt ve chai, xong đó là ai có biếu hay là tặng cho cái gì đó thì nhận rồi sử dụng. Còn nếu mà người ta không cho thì cũng phải ráng cố gắng chịu, đúng bác. Cái chuyện cái hàng người ta từ thiện. Dạ. Đó, thì mình đi á, người ta gặp á, người ta cho. Dạ. Lấy. Chứ còn đi xin là không bao giờ. Mười mấy năm rồi không bao giờ xin. Nhưng mà chủ yếu là đi lượm đi kiếm ăn. Còn ví dụ như mình á, mà mình đau bệnh rồi cũng có người. Dạ, cái gì bác? À, con dán, kệ nó, không sao bác. Trời ơi, cái con nó xuống nó chích mạng cái là mày đơn rồi đó. Dạ, không sao. Con không sợ mấy con dán. Mấy con dán nó sợ con thế. Thành thử ra mười mấy ngày nay á, tao nằm liệt vậy. Dạ. Mà nhờ cái hàng ủng hộ hơn cái này là tròn chỉ cho tụi nó chứ không có ai chỉ. Dạ. Nó nhảy xuống cái trời ơi ông bác ơi ông chú ơi ông ngoại ơi, nó đem đồ xuống đồ ăn. Dạ. Nước uống. Có nghĩa là một số bạn trẻ khi mà người ta đi ngang qua đây, người ta xuống đây thì người ta thấy hình ảnh này người ta rất là xót xa, cho nên người ta giúp. Cái đó cái là kêu là cái hàng từ thiện. Dạ. Có người ở trong xóm làng, ở trong tỉnh làng chứ không phải xóm làng. Có rất là nhiều khán giả nói với Nhân rằng là tại sao không chia sẻ về quê hương của bác cũng như là vợ con và gia đình của bác. Nhưng mà có rất là nhiều những cái video mà Nhân ghé rồi và Nhân cũng chia sẻ rằng là bác là quê ở Ninh Thuận và sau không, đó là quê ở Khuyên đây. Ủa? Nhưng mà à, bác lấy vợ ở Ninh Thuận mà. Ở. Có nghĩa là nữa. Là bác sanh ra ở Phú Yên. Ý là bác sinh ra ở Phú Yên, sau đó không, đi lính. Sinh ra ở đây. Đúng rồi, Phú Yên. Rồi vô Phan Rang ở. Ông già mất hồi lúc 9 tuổi. Dạ. Rồi vô Phan Rang ở. Ở dạ. Cái 19 tuổi đi lính. Đi lính ra Quan Trị. Quan Trị ở miết tới năm 7-60 giờ. Dạ, sau đó lấy vợ.
Về cái ở lại đó đi làm đi đồ cái ông già hả, ông cha bà dạ. Cái mình đi học tập về cái ông đã đi vô trong trại học tập á, cái ông thấy mình lang thang không có người tới thăm hỏi gì cả năm trời không ai tới dạ. Cái ông nói thầu này này cháu làm con nuôi bay. Ồ cháu làm con nuôi bay rồi cái ông ăn uống rồi cái ông nói con ông thầu có gì đó con đem đồ ăn tới cho ba thì đem tới cho nó luôn nha. Cái sau này cái ông nói thầu mày làm thế đó. À là bén duyên từ đó luôn. À. Dạ. Yeah. Nhưng mà ở cái video trước á có rất là nhiều khán giả nói bác á là ma men, nhưng mà video ngày hôm nay Nhân xin đính chính là một điều thế này nè, là bác không phải là ma men nha cả nhà. Tối ngày hôm nay khi mà Nhân đến đây thăm bác rất là bất ngờ và bác rất là tỉnh táo chứ không có uống rượu, đúng bác? Rượu bia thì cũng có uống. Nhưng mà uống không uống nhiều. À, đó. Không bao giờ uống say. Không phải là ma men. Dạ. Một ngày uống có 2 lon bia. Dạ. Còn mấy hôm á, cái thời ta còn trẻ á, một ngày á ta uống nửa thùng. Đó là lúc trẻ. Ờ, dạ. Lúc còn trẻ chứ còn có tuổi rồi đây đi làm đi rồi không uống nhiều. Dạ. Nhưng mà hồi nãy khi mà con nhìn con thấy bác là đập mũi rất là nhiều. Vậy thì tối nào bác cũng phải đập thế à? Ờ. Trời ơi, vậy khi nào mới ngủ? Không có ngủ, ít ngủ á. Vậy là cả đêm là thức để đập mũi thôi. Ờ. Nhưng mà nó mà qua nguyên cái tao đập bụp lên cái móc hết. Ờ, vậy thì sau đêm nay qua tối đêm mai bác không phải đập mũi nữa. Có cái mùng rồi. Chụp súng. Ờ. Dạ, không phải đập mũi nữa. Ví dụ như mình lấy cái cây, dạ. Mình đưa ra đây, dạ. Rồi mình đưa dưới này lên, cái bắt đầu cái nó có 2 cái cây á, dạ. Để giữ lại, dạ. Dạ không cần, cái mùng này nó chụp sẵn rồi, dạ không cần ạ, cái mùng này nó thiết kế là để mình bung ra là chỉ chụp lên người mình thôi, chụp, à. Dạ không bằng cây hay cái gì hết, không bằng dây buộc gì hết chứ. Là bác chỉ việc bung ra sau đó nó chụp lên người mình là che thôi, là không có mũi vô. Nó phủ lại chứ che vậy. À, dạ, che che thì cũng như phủ vậy. À. Nó phủ. Dạ. Phủ xuống vậy cái nó tủ lại. Dạ. Vậy thì trong những cái mùa mưa bão á, là bác vẫn ở đây phải không? Ở. Nó có ảnh hưởng gì tới mình không? Mưa bão. Dạ. Chủ yếu là cái đường đi. Dạ. Mình lội nước. Còn tao nằm đây đâu có ngập lên đây đâu. À. Còn bão thì sao bác? Bão thì sao? Hả? Bão vô thì sao? Bão vô tao nằm im ru à. Ồ. Bão tại vì nhờ cái máy này như là nhờ cái sung rồi. Dạ. Chia lại. Dạ. Chứ không có cái đó là tao bay mất rồi chứ có đâu. Ừ. Bây giờ bác có muốn về nhà không? Bữa sau con đưa đi. Về nhà chi nữa, thế là về nhà với gia đình đó, con đưa đi. Không, giờ được ở được thì tao đi rồi. Dạ. Chứ không có ở vậy. Dạ. Mà điều có một cái á, mình ở với vợ con đồ mình cũng làm cấm đầu cấm cổ. Tao ở trong Hà Giang á, tao nuôi chục con dê. Rồi ta làm 2 sào ruộng bằng 4 sào ngoài này. Dạ. Rồi ta nuôi gà, nuôi vịt. Ta trồng nho, trồng táo. Ta làm đủ thứ hết á. Mà được có không nói gì. Lỡ ta mùa mưa hư móc cho nó kình mà nói mình không ra gì. Dạ. Nói nhiều cái đồ mà tức ối máu mà mấy đứa con nó cũng theo mẹ không có cái, không có cái gì là cha hết. Nó nói làm sao biết không?
mẹ tôi đẻ tôi chứ ông có đẻ tôi không? À. Không có tao sao mà mẹ mày đẻ ra mày? À. Không có ông, có người khác mẹ tôi cũng đẻ ra tôi. Dạ. Khi tao làm ăn á, cái mùa nắng á, được có thì nói gì tới mùa mưa cái đùng hư móc cái đùng nó kinh tử. Gặp cái bà vợ, cái bà mà nói trên tròn dưới đất không thì ớn thì chịu không nổi, tức ói máu à, cái đồ cái dòng ngu dốt không biết có làm ăn gì hết, làm mà để hư hao rồi. Mà ví dụ như mình làm một sào á là mình kiếm được 20 bao, 2 sào thì 40 bao, mà còn mùa mưa hư mất á thì còn có 7 bao đi. Dạ, 7 bao trên 1 sào. Ờ, 7 bao 1 sào. Thì bà nói thì sao mà ta biết tổng hỏi ta đi không? À, cái đồ cái dòng ngu chút, làm ăn mà không biết có lời. Trời ơi, dạ. Tao ngu dốt chứ ông bà tao có ngu dốt không mày nói cái kiểu đó. Hả? Mày nhai tao mày nuốt luôn ơi. Dạ. Chiếc xe đạp mà từ Phan Rang tới giờ đây ngày rưỡi nè. Đạp 1 ngày rưỡi là về tới Phú Yên. Ờ. Dạ. Về tới đây luôn nè. Dạ. Cái làng tao phía trước nè, chỗ cầu cũ á. Bác sinh ra ở Phú Yên. Nhưng sau đó là lang thang. Dạ. Chứ không không có ở Phú Yên được bao nhiêu hết. Nhưng mà gắn bó với Phú Yên mình quay trở lại là gần 10 năm nay. 10 năm nay rồi quay trở lại Phú Yên. Ờ. Dạ. Mười mấy năm rồi. Nhưng mà bà con dòng họ với lại anh em ruột trong nhà có đến đây thăm bác không? Có. Giờ năm đầu thì có người này tới rồi vậy, cái nói rồi sao mày à, vợ con mày vậy mà mày không ở, mày bỏ mày đi ra đây. Nó mà biết gì thôi, mình ở chứ mình đi làm chi vậy cho nó khổ. Cái gì nó thiệt. Dạ. Tao cực, tao mà tao thắp nhang lên cầu xin ân trên cho tôi về đồng tụ với ông bà. Dạ. Chứ cái số tôi khổ quá. Cái lát cái con người tao nằm cái tao ngủ cái con người tao nói. Ủa ai nói bác? Hả? Ai nói? Người ở địa phủ. Là tâm linh hả? Ờ. Người ta nói sao bác? Nói cái số của con á là con không có về đồng tụ ông bà được, mà cái số con là cái số khổ. Bây giờ con chỉ ở vậy thôi chứ không có có xuống được. Cái số con á là cả 100 tuổi chưa được xuống chứ đừng có nói. Vậy là giống như kiểu là mình phải sống để trải nghiệp à? Ờ. Trời. Kiếp trước ở ác, kiếp này sống dai trả nợ đầu. À. Nhưng mà bác nhiều lần nghe người ta nói trong tai mình rồi hả bác? Ở. Trời ơi. Tao đã từng lên đây nè, tao thắp nhang nè. Dạ. Tao cầu xin ơn trên cho tôi về đoàn tụ với ông bà. Là cái lúc đó mình bế tắc quá rồi. Thì tao mệt mỏi quá. Trời ơi. Tao lên tao cầu xin. Dạ. Cái tao xuống lại tao nằm. Cái lát cái tao nghe có người nói. Mà tao nhìn ra tao không có thấy cái bóng người, mà nghe tiếng nói không à. Cái số của cháu là khổ, số khổ, chứ cái số đoàn tụ với ông bà không có có. Dạ. Thành thử ra cháu cứ tự do, tự lo, tự liệu, tự sống, chứ không có về được. Dạ. Thành ra bữa giờ cái chân hồi trước thì lính á, bị thương á, mười mấy ngày á, nó phù lên, đi đâu có được, nằm còn không có đi. Dạ. Rồi bữa có cái thằng á,
không biết là đầu không biết mà anh đem cái giường xếp nó bỏ xuống á. Ủa ấy là thằng hay con? Hôm hôm bữa là bác là kêu con mà. Đâu cái thằng nhớ. À. Dạ. Cái thằng nó đi xe một đà, nó tới nó bỏ xuống chỗ đó. À sau đó là có một cái cô trẻ trẻ tới muốn lấy cái giường xếp. Nó tới rồi coi cái con nhỏ nó tới. Nó đi ngang cái nó thấy cái giường xếp cái nó xuống tính đi xuống nó rình đi cái tao lạ lên cái bỏ nó chạy. Dạ dạ dạ. Bác chia sẻ rằng là có những lúc bế tắc á, bác muốn rằng là thắp hương sau đó là muốn cho mình ra đi theo ông bà nhưng mà cuối cùng cũng không được. Có sự tâm linh mách bảo rằng là bây giờ phải tiếp tục sống cái cảnh khổ cực như thế này. Giống như kiểu để trả cái nghiệp hả bác ha. Nhưng mà mấy đời nhiều kiếp mình thì cái kiếp trước ở ác kiếp này sống dai trả nợ đời. Dạ. Cái lần đầu tiên mà Nhân gặp bác á là Nhân thấy bác đi cà nhắc á. Sau đó là nắng quá mệt á, bác ngồi dựa trong một cái gốc cây ven đường á. Đó là lần đầu tiên Nhân gặp bác. Lúc đó là bác mặc đồ đen hay sao, con nhớ không? Là bác mặc đồ đen. Mày ở bên ngoài sừng nè. Dạ. Gặp mày bên ngoài sừng đó. Đúng rồi, lần đó bác mặc cái đồ đen đen hay sao. Nó hơi đen đen tí, tối tối màu. Ờ. Dạ. Màu đen không à, hồi giờ ta đi ngoài đường là ta mặc đồ đen. Dạ. Chứ mặc đồ trắng là lát đi lát cái nơi đen thui hết. Ờ, nhiều khi bác ngủ ở những cái nơi mà nó hoang vắng như thế này á, là bác có hay nghe tâm linh người ta nói gì không? Đang ngủ rồi người ta có bắt gì không? Không. Không à? Dạ. Không ai dám rời người tao. À, bởi vì là có xăm cái hình Phật ha. Ờ, có cái tượng Phật nè. Hình Phật là một trong những cái biểu tượng mà mang lại cái niềm tin rất là lớn cho bác. Mỗi lần mà bác đi đâu hay là bác ở một cái chỗ nào đó là bác luôn luôn tự tin rằng là trên người mình có Phật. Đó. Trên cái ngực của bác có hình Nam Phật rồi. Nam mô A Di Đà. Cuộc sống của bác diễn ra gần cái chục năm qua lang thang và sống bờ sống bụi như thế này á, có khi nào bác cảm thấy rằng là mình không muốn sống nữa không? Thì đó, không muốn sống nữa mới cầu xin đó. À, cái lúc thắp hương à? Ờ. À. Cầu xin nhưng mà không có được. Dạ. Cái số mình chưa tới. Dạ. Cái số khổ chứ cái số chết chưa tới. Dạ. Nhưng mà bác có sợ đau bệnh không? Cái gì đau bệnh á, dạ, là tao ghé vô á, là đau nhức xương khớp rồi á, là tao ghé vô tao mua một cái hũ thuốc này nè, 50.000 à. Dạ. Tao uống cái sạch trơn luôn. Thì là thuốc giảm đau hả cả nhà? Xương đau nhức xương khớp. Dạ, vậy là thuốc giảm đau đó. Dạ. Trời ơi. Có nghĩa rằng là trong suốt cái gần cái chục năm qua thì mỗi lần mà đau ốm á là bác ghé tìm thuốc Tây á, tự mua thuốc. Không, thuốc Nam. Thuốc Nam hả? Thuốc Nam, thuốc Bắc á. Dạ. Là tao uống hầu đó giờ là tao uống thứ đó không à. À. Tao đau bệnh vô cái tao uống. Con thấy ở trong cái túi của bác để cái cuốn sổ gì đó bác. À, cuốn sổ ở đây á hả? Dạ. Cái tờ giấy đây, cái cuốn sổ vậy. Con thấy có giống như một cuốn sổ á hả? Không có. Dạ. Cái này là biết làm sao không? Giấy tờ. À, tùy thân. Ờ. Dạ. Thành tao đi về tao cũng để trong túi. Mà chứ tao để hoài nhiều khi tao quên, mấy năm tao mới về á. Tao đi cái tao để giấy tờ tiền bạc một cái bóp á. Con Lục con lấy mẹ nó giấy tờ nó cũng lấy hết luôn. Dạ. Thành thử ra từ đó giờ tao đâu có giấy tờ nữa. Dạ. Bác nhân tiện cái video của tối hôm nay con ghé con thăm bác á, bác có muốn gửi gắm cái lời nào cho vợ mình với lại là những người con của mình không? Không, không. Ủa? Không gửi nữa. Không, không muốn nói gì hả bác? Không gửi nữa. À. Cũng không nói nữa chứ không gửi, cái chuyện gửi thì không nói. Dạ. Thế là mình không muốn nói gì hết cả. Ờ. Dạ.
không có nghĩ tới chuyện đó nữa. Dạ dạ dạ. Thành thử ra tôi về đây mười mấy năm mà tôi đi lang thang về á, có người biểu tao, tao anh về ở với em ấy. Anh đi làm chi lang thang vậy, khổ cực dữ rồi. Dạ. Cái mày biết làm sao không? Tao tối hai ba lần rồi tao thấy con mà cái thằng mất hồn tao không nhớ đâu. Tối ngày hôm nay con ghé con thăm bác á, thứ nhất là con mua tặng cho bác một cái mùng để che lại cho khỏi mũi. Với lại là cũng có một số anh chị á, thấy bác sống như này á, cũng muốn tặng cho bác ít tiền để bác có muốn mua gì đó bác mua. Thì hôm nay con tới là con sẽ trao cái tiền đó cho bác. Dạ. Con nghĩ rằng là không phải riêng gì con, một số người bạn ở Phú Yên á, người ta biết cái hoàn cảnh của bác gì người ta cũng giúp, chứ không phải riêng gì con. Nhưng mà lâu lâu con ghé đây thì con cũng muốn giúp bác thêm á. Nhân xem thử ra. Dạ. Bác đi vậy mà mình gặp càng ủng hộ. Dạ. Quá nguồn, quá động. Nhân xin phép là thông báo là có em Tú gửi tặng cho bác là 1 triệu. Có một chị gái giấu tên là khán giả mà hay mua trầm hương của Nhân á, là gửi tặng cho bác là 500 ngàn. Thì tổng số tiền là 1 triệu rưỡi cả nhà. Và tối nay Nhân đang ở Phú Yên á, cho nên là Nhân ghé để mà trao cho bác liền. Bởi vì là khi mà mình về Nha Trang rồi á, là cái việc mà mình quay trở lại Phú Yên á là mình phải sắp xếp, cho nên là Nhân sẽ trao cho bác luôn. Dạ. Quá đậm á. Kiếm có. Dạ. 1 triệu rưỡi nha bác. Là mấy anh chị gửi tặng cho bác đó, bác để dành này uống thuốc. Dạ đúng, 1 triệu. Là ở để mà tự lo tự liệu. À tự lo thân dạ. Cho bác dạ. Chứ không ai lo cho mình. Dạ đúng rồi, bác phải để trong người đó để tự lo dạ. Thành thử ra tự lo, mình tự lo. Dạ. Lúc nào tao cũng trong túi có 200-300. Dạ đúng rồi, dạ, để tự lo. Mình đi làm bữa nay mạnh khỏe thì mình kiếm được 100. Dạ. Rồi ngày mai mà mệt mỏi cái mình đi kiếm vài chục. Dạ, để dành qua đắp lại. Dạ. Dành như để dành vô cái miệng. Dạ. Hồi nãy là bác có bảo với con là cái này là cái gì đúng không? Hồi nãy bác hỏi đúng không? Cái này là cái gì không? Này, trên cổ của con này. Hồi nãy Nhân thấy ông bác là ông sờ cái này, ông hỏi là cái gì? Tôi thấy nó lòng thòng. Đúng rồi, dạ. Chứ thằng em tao có hỏi đâu. Thì bác thấy lòng thòng bác kêu cái này là cái gì? Không biết. Nhân xin chia sẻ cái này. Cái này là một trong những cái món quà mà rất là vô giá cả nhà. Có nhiều người hỏi mua nhưng mà Nhân không bán. Đó, cái này là thanh kỳ. Thanh kỳ đó nha, thanh kỳ. Thì một trong những sản vật rất là vô giá về kỳ nam á. Vì vậy mà có nhiều người hỏi mua nhưng giá nào Nhân cũng không bán. Cái này là của hai vợ chồng cô chú là cô Tuyền ở bên Đức là tặng cho Nhân. Thanh kỳ cho cả nhà, là một sản vật vô giá của núi rừng. Cho nên là có rất là nhiều anh chị bảo Nhân là bán này đi nhưng mà Nhân không bán. Mùi hương của nó tuyệt vời. Bởi vì là kỳ nam là một trong những sản vật mà thật sự là không dễ gì mà có thể sở hữu được nó. Có tiền cũng không sở hữu được cả nhà. Có bao giờ bác nghe là kỳ nam bao giờ chưa? Trầm hương á. Trầm hương với kỳ nam hồi xưa giờ bác nghe bao giờ chưa? Trầm hương thì trầm hương ở miền Tây có. Dạ. Cũng có. Dạ. Miền Tây, miền Trung và miền Bắc. Dạ, đúng rồi. Nam Trung Bắc. Dạ. Nhưng mà bác nghe kỳ nam bao giờ chưa? Hả? Bác bao giờ bác nghe kỳ nam chưa? Có xài cái đó đâu biết. Thôi tội ông bác đi trời. Hoặc là tại vì nãy bác tò mò cho nên Nhân chia sẻ. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, bây giờ bác nghỉ ngơi ha. Rồi. Bây giờ bác có muốn là con lấy cái này con chụp lên cho bác không? Không, đợi đó. Để đó bác tự chụp hả? À. Dạ. Thôi bây giờ con chúc bác sức khỏe ha. Thôi giờ có gì cảm ơn mấy cháu từ thiện nha. Dạ dạ dạ. Con hy vọng rằng á
là con của bác sẽ quay trở lại đây để đưa bác về sum họp với gia đình. Con chỉ mong muốn như vậy thôi. Còn tụi con là người xa lạ thì giúp được bác bao nhiêu phần nào tụi con giúp bác ha. Rồi. Dạ. Thì cái hàng từ thiện. Dạ rồi rồi. Dạ từ thiện. Có hàng thì cho từ thiện. Dạ. Còn cái chuyện ở trong gia đình mình á thì con cái mình nó phải lo cho mình á. Dạ dạ. Cái này là không có biết gì sao sao. Dạ dạ. Ok nha. Và tối ngày hôm nay Nhân quay trở lại Nhân thăm bác đột ngột, bởi vì là Nhân ở Phú Yên không nhiều, nhưng mà khi có cơ hội ở Phú Yên thì Nhân sẽ ghé Nhân thăm bác. Và chắc có lẽ rằng là video này Nhân sẽ xin phép là kết thúc. Nhân cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều đã đồng hành cùng với Nhân để giúp đỡ cho bác cũng như là giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Và nếu như mà cả nhà xem video của Nhân đừng quên để ý bên góc trái của màn hình video có cái số điện thoại, số đó là số cửa hàng bán trầm hương của Nhân. Cả nhà nếu mà có muốn sưu tầm hay là tìm hiểu về trầm hương thì hãy liên hệ với số đó để mà sở hữu những sản phẩm về trầm hương nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà. Con đi nhà bác nha.